mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Counter. Đối với những ai chơi hệ Apple, quả táo cắn dở thì chắc chắn không còn xa lạ gì với MacBook. Vậy thì lý do gì kể từ khi ra mắt cho đến tận bây giờ, MacBook và các sản phẩm đến từ nhà Apple vẫn luôn là một cơn sốt và khiến cho ai cũng muốn bản thân phải sở hữu một sản phẩm đến từ Apple. Ở đây thì mình đang có một em MacBook M1 phiên bản thấp nhất 8GB RAM, 256GB SSD. Điều đầu tiên chắc chắn phải nói đến về ưu điểm chính là hệ sinh thái mà Apple tạo ra, sang trọng và đồng nhất khi mà các bạn có thể sở hữu các sản phẩm đều có khả năng nhận diện và kết nối nhanh chóng với nhau. Nếu như mà tạm gọi là sở hữu đầy đủ những sản phẩm cơ bản của Apple thì các bạn sẽ có gồm MacBook, iPhone, AirPods và nếu cần bàn phím và chuột rời thì cũng có ngay Magic Keyboard và Magic Mouse. Hướng đến sự hiện đại, tối giản nhưng không kém phần bền bỉ thì ngôn ngữ thiết kế của MacBook của lúc nào cũng toát lên vẻ sang chảnh với chất liệu làm từ nhôm nguyên khối, vô cùng chắc chắn và hầu như không có một chút flex nào từ khung máy, khung bàn phím cho đến màn hình, vô cùng mỏng và nhẹ. Với màn hình chỉ 13.3 inch, nặng 1,35 kg và dày 1,7 cm, với trọng lượng khá là nhẹ thì MacBook sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc là đi công tác. Thứ hai thì phải kể đến màn hình. Trong tầm giá hơn 22 triệu đồng ở thời điểm hiện tại thì hình như là chưa có một hãng nào có màn hình đẹp được như MacBook. Màn hình ở đây thì được trang bị là màn hình Retina, là màn hình IPS LCD có độ phân giải lên đến là 2560x1600 pixel. Màn hình này thì sẽ cho khả năng hiển thị chính xác từ màu sắc cho đến độ tương phản đều tốt hơn so với màn hình IPS thông thường. Bên cạnh đó thì màn hình Retina còn có góc nhìn rộng hơn rất là nhiều, giúp các bạn khi sử dụng có thể nhìn rõ màn hình dù bất kể là các bạn có nghiêng sang trái hay là nghiêng sang phải. Thứ ba là về touchpad, touchpad siêu lớn và mượt. Nếu như mà mọi người dùng Windows vẫn cần đến chuột rời thì với MacBook mình thấy hầu hết mọi người đều sử dụng touchpad vì tốc độ phản hồi nhanh này, độ nhạy cao, cảm biến tốt và hơn nữa là các bạn có thể cài đặt touchpad sao cho tay mình thuận tiện nhất khi dùng. Thứ tư thì đây là máy nhôm nguyên khối với thiết kế liền mạch, thế nên là MacBook của chúng ta sẽ không hề có tản nhiệt. Cho nên khi sử dụng máy thì sẽ không có một tiếng ồn nào hết nhưng mà vẫn rất là mát với chip M1 của Apple. Thứ năm là về thời lượng pin. Phải nói là cực kỳ ấn tượng khi mà có thể sử dụng lên đến được gần 16 tiếng nếu như các bạn chỉ sử dụng với các tác vụ cơ bản như là gõ Word, lướt web hoặc là nghe nhạc với ánh sáng màn hình khoảng tầm 50%. Vì nếu như mà các bạn cần mang máy ra ngoài nhưng mà không muốn mang theo sạc thì chỉ cần MacBook của các bạn 80% pin thôi là cũng đã đủ dùng cho cả một ngày dài rồi. Về cấu hình thì sẽ có một vài nhận xét. Nếu như mà so sánh với laptop Windows thì phần lớn người đã từng sử dụng qua hai dòng sản phẩm này thì đều đưa ra nhận xét đó chính là MacBook thì dù ở cấu hình nào cũng đều chạy ổn định hơn và ít bị treo máy hơn. Nói chung thì MacBook thì sẽ không phong phú cho nhiều đối tượng mục tiêu sử dụng rõ ràng như là laptop Windows. Windows thì sẽ cho các bạn rất là nhiều sự lựa chọn hơn như là máy chuyên dành cho game thủ này, chuyên thiết kế đồ họa, máy văn phòng cơ bản, máy tính chuyên học online hay là máy vừa là văn phòng vừa có thể giải trí. Và có rất là nhiều những mức giá khác nhau nữa để phù hợp với túi tiền của các bạn hơn. Thì đây cũng sẽ là vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Nhưng mà về sự chắc chắn, ổn định thì mang lại cho người dùng một trải nghiệm tuyệt vời nhất thì chắc chắn không thể phủ nhận được ở trên MacBook. Và mình nghĩ thì đó cũng chính là lý do mà rất nhiều người chọn hệ sinh thái MacBook tin tưởng để có thể sử dụng. Nhược điểm thứ hai của MacBook đó chính là máy không có khả năng nâng cấp và quá ít cổng kết nối. Khi mà mua Mac thì các bạn sẽ được định sẵn cấu hình luôn và nếu như mà các bạn muốn mua phiên bản cao hơn đương nhiên là sẽ phải bỏ thêm tiền. Không giống như là các sản phẩm laptop Windows, các bạn có thể nâng cấp được RAM hoặc SSD để nâng cấp hiệu năng của máy. Còn về cổng kết nối thì hầu hết các sản phẩm của MacBook sẽ chỉ có là hai cổng USB Type-C. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng thêm các thiết bị ngoại vi khác như là cần các cổng HDMI, cổng LAN RJ 45 hay là cổng USB Type-A thì cần mua thêm một chiếc hub chuyển đổi nhé. Tổng kết lại thì MacBook vẫn đang và sẽ là một chiếc laptop đáng để sở hữu. Thế nhưng mà tùy vào nhu cầu sử dụng mà hãy cân nhắc là các bạn nên mua MacBook hay là nên mua một chiếc laptop Windows chuyên dụng nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.